Cô chú anh chị có nhiều khán giả hả? Không chú anh chị. Mình trước hơi trễ. Chị chắc anh cũng đã vào bên trong nhà chị Loan rồi nha cô chú. Còn có tiện tới bác ông nữa. Xe hơi đến không anh hả? Xe hơi rất là sang trọng. Xe này phải không anh? Xe này phải không? Người rất là sang trọng đó nha. À, cô chú thì buổi chiều ngày hôm nay sĩ hoặc là làm một cái gì đó rất là sang trọng nha. Mặc đồ rất sang trọng. Buổi chiều ngày hôm nay thì chị Loan đang live stream nhưng mà khách đến thì cũng rất là đông nha anh. Đông luôn cả nhà. Những vị khách đặc biệt không anh? Khách đến rất đông cả nhà. Dạ. Rất đông, nãy giờ là nhìn rất là đông. Xe toàn là khán giả, toàn là kêu bằng sang trọng không. Ở đây là các em cũng chưa có thấy rõ được đó, thì em lên thì các chị cũng đã vào bên trong rồi. Nói chung là đến là cũng vô rất là nhanh. Dạ. Nói chung là cũng đang mưa đó, mưa rất rất đang mưa nè, cũng chạy vô lẹ để cho khỏi mưa ướt mình. Tại vì em đang xem live của chị Loan đó anh. Em đang xem live của chị Loan đang nói cả nhà, cho nên là bọn em thấy hơi trễ của chú chị. Vậy là chị cũng đem một bó hoa đó đến rồi anh, quà rất là vui luôn, giống như trái cây với hoa nữa đó. Dạ. Để đến để cũng có hương gì cho chú nằm á. Đang đến để nói chuyện bên trong. Thì hiện tại bây giờ là các chị cũng đang đứng bên trong nha cô chú. Thì bên trong là cũng có là anh Thành Mỹ và chú của Beken cũng đang tiếp các vị khán giả nha cô chú. Thì mình đứng đây mình sẽ đợi các anh chị đó ra ngoài luôn cả nhà. Đó cô chú thì nói chung là hiện tại bây giờ là các chị đã vào bên trong rồi. Thì em cũng xin phép là đứng bên ngoài ở ngoài chia sẻ đến cho cô chú của nhà mình đang đứng bên ngoài, nên là ba được chia sẻ thôi. Đó cô chú. Thì hiện tại là các chị đang vào bên trong để chuẩn bị thắp hương cho chú anh. Có đem hoa nè. Đến đây lúc nào cũng đốt hương cho chú Năm, rồi chụp hình chung với chú Năm, rồi gặp chị ông Loan, rồi mua đồ ủng hộ chị ông Loan, đó nhiều đó đó. Chúng đoàn khán giả đến rất là sang trọng nha. Xe thì xe hơi không, tài xế thì đang bên trong. Tại vì cái đường này cả nhà không biết là đường này ít chiều thì rất là đông. Cho nên là từ cái thời điểm nào cho tới thời điểm nào, cho nên là tài xế lúc nào cũng vẫn ở trong xe để khi mà nổ máy chờ sẵn đó. Máy chờ sẵn đợi sẵn. Dạ, xe này cũng di chuyển cả nhà. Là cái đoạn đường cấm á, thì lúc nào bên trong á, là cũng phải có tài xế. Đúng rồi. Công an nó đến. Nó đến là nó hỏi nó sẽ tài xế sẽ chạy xe đi. Đó thì mấy cô mấy chú đang đi lên cái nhà, đang đi lên. Đó, đang lên trên nhà trên đó cả nhà. Đi lên, đi lên nhà trên rồi, đi lên nhà trên. Thắp tiếp phòng ngoài cái cây đi lên rồi. Đang đi lên nhà trên để đốt hương cho chú Năm ở cả nhà đó, cả nhà thấy không? Đó, chụp hình luôn nữa. Đó, đang chụp hình luôn. Đó, đứng kêu anh chú Năm chụp hình nữa nhà thấy không? Tại vì nhà thấy không rõ đâu, em thấy rất là rõ. Tại vì nhà thấy không đang đi lên để chụp hình chung với chú Năm nè, bông hoa trái cây luôn. Lúc nào vậy? Đó thì hiện tại trước mẹ em cũng có một cô chuẩn bị vô trong nhà, không có đầu là đến mua đồ của họ trang lúc chị Loan đom live stream, cô chú chị. Cô chú thì hiện tại bây giờ là cũng có cô cũng vừa đến nha cô chú. Cô cũng mới đến. Chị này nãy giờ chạy rồi lại mấy lần rồi, cũng có vô rồi, biết chắc về chọn đồ sao đâu mới vô, nãy giờ rồi, đi qua lại mấy lần rồi. Nói chị cũng ở gần nè. Qua các chị đến mua rất là nhiều, rất là đắt, một cái cục đồ rất là lớn đó nha. Đang đốt nhà ở trên. Đốt xong rồi, bây giờ chuẩn bị đi ra rồi nè. Tài xế là lên kia đậu rồi. Tài xế lên kia đậu. Nha cả nhà, vị khách đặc biệt rất là nhiều đồ luôn. Cô này cũng mua rong biển cả nhà.
cô xe màu trắng là cả nhà đi khác màu trắng là cũng mua rong biển cả nhà thấy không? À, sĩ chị Ni sẽ đến đây vô cùng chị Loan đi một dự buổi tiệc ha cô chú chị. À, bông hoa rất là đẹp luôn cả nhà. À, tuy là cô chú anh chị mấy bạn này anh này đã đến thì mua đồ ủng hộ chị Loan nhưng mà con có cầm điện thoại để chat in xin cái like ủng hộ chị Loan cũng như vậy rất là quý luôn đó cả nhà. Nè, cô chú anh chị yêu mến tin Bờ Miền cho Bờ Miền một like một lượt đăng ký cho cô chú anh chị ủng hộ tin Bờ Miền của cô chú anh chị nha. Thì ở trong nhà là có anh Hải cô chú chị. Rất là nhiều luôn cô chú chị. À, chị này mua một túi đồ của chú chị rất nhiều món hàng luôn cô chú chị. Một túi mà nhân đầy nhóc luôn cô chú chị. Chắc có trong đó tầm độ khoảng mà một combo đến hai combo của chú chị. À, nói chung là chị Loan cũng đoan livestream ở trong đó cô chú rất là quý luôn những cô chú anh chị đã làm hành yêu mến chị Loan cả nhà.